Xin chào các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc máy phun khói 150SK. Chiếc máy này được làm từ thép không nỉ, rất là chắc chắn và bền đẹp. Đây là bình chứa dung môi, bình chứa xăng, bộ chế hợp khí, van của xăng. Đây là ống phun, đây là van hóa chất và núm điều khiển hóa chất. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các phụ kiện của chiếc máy này, bao gồm adapter sạc bình ắc quy, một sách hướng dẫn sử dụng, bộ hoa mai và vòi phun xăng. Đây là que để làm sạch ống phun, phễu châm hóa chất, bộ dụng cụ sửa chữa và dây đeo vai. Chiếc máy phun khói 150SK này có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ như là để phun diệt trừ côn trùng, sâu bọ cho hoa màu, hoặc là phun rửa vệ sinh chuồng trại, nhà xưởng hoặc là sân vườn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức hoạt động của máy, và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành chiếc máy phun khói 150SK. Các bạn pha dung môi tạp khói và hóa chất và đổ vào bình này. Sau đó đổ xăng vào bình chứa xăng. Các bạn mở van xăng, ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó ấn công tắc đề từ 5 đến 6 giây, máy sẽ nổ. Tiếp theo các bạn đợi từ 15 đến 20 giây cho máy nổ đều và mở van khóa hóa chất. Mở núm điều khiển hóa chất sao cho ra lượng khói phù hợp. Khi tắt máy, các bạn khóa van hóa chất lại. Sau đó khóa van xăng, máy sẽ tự động ngắt. Tiếp đến các bạn mở van bình hóa chất để cho lượng khí dư thoát ra ngoài. Như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy phun khói 150SK này. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.